Dạ, TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với livestream. Dạ, hôm nay thì vẫn với cái chủ đề là TV xin thông báo khẩn với quý anh chị em là gia đình ông Vương Văn Thả đó, thì tất cả các thành viên trong gia đình là 9 người đều gọi là đồng ý, gọi là chuẩn bị, gọi là tự thiêu nếu mà công an đột nhập tấn công. Thì hiện tại cái video clip của ông Vương Văn Thả đó là TV có xem được đó, thì ông nói rằng là có một cái xe mà xe tải chở rất là nhiều mà công an, và ông biết rằng là sẽ những người công an này sẽ tấn công vào nhà của ông Vương Văn Thả. Thì tất cả thành viên trong gia đình đều chuẩn bị tự thiêu đó. Thì hôm nay TV cho quý anh chị em thấy đó là đọc rõ cái địa chỉ của ông Vương Văn Thả nha. Lần trước TV256 bị viết sai một tí xíu đó, là huyện An Phú, thấy không? Huyện An Phú đó, chứ không phải là huyện Vĩnh Phú nha. Đó, quý anh chị em thấy đó, thì nếu mà biết thì địa chỉ, thì nếu mà quý anh chị em gần đó đó thì nên hỗ trợ cho ông Vương Văn Thả, hoặc là những người đồng đạo của ông Vương Văn Thả đó, những người đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo đó, thì nên cũng hỗ trợ tinh thần cho ông Vương Văn Thả. Đấy, thì chúng ta quý anh chị mà nếu cần đó thì gọi điện thoại cho những cái cơ sở hành chánh đó, những cơ sở ủy ban nhân dân hoặc là những cơ sở công an đồ, mình phải bày tỏ cái quan điểm của mình chứ, mình đâu có để mà ông Vương Văn Thả mà bị những cái người mà coi như là côn đồ đó mà gọi phá phách, mà chọi những cái hòn đá rồi là rất tàn nhẫn vào da của ông. Không, nếu mà anh là công an đó, thì anh phải ra tay anh trừng trị những người côn đồ đó chứ, anh đâu có thể nào mà giết người dân như vậy được. Không, thành ra quý anh chị em đó thì làm ơn, mà nếu mà ở trong nước đó thì ở ngoài nước cũng được, nếu ngoài nước mà biết được những cái cơ sở mà điện thoại như vậy đó thì sẽ phải gọi để giúp cho những người trong nước. Mình lên tiếng, mình phản ảnh cái nguyện vọng của mình chứ. Mình lên tiếng, mình cứu cái ông Vương Văn Thả chứ. Sự thật, ổng là một người anh hùng đó. Ông sẵn sàng chết mà sẵn sàng chấp nhận tự thiêu khi mà những người công an bộ đội mà bước vào nhà ổng, thì ổng cả 9 người đều tự thiêu hết. Mà hiện giờ bây giờ là thiếu điện, thiếu nước, mà không có ăn uống gì, không có đồ ăn thực phẩm nữa, bây giờ coi như là kiệt sức kiệt quệ hết trơn. Nó đại khái mà sự việc bây giờ bữa nay là ngày thứ 15 rồi, ngày thứ 15 không điện không nước. Thì mình nghe qua cái trình bày của ông Vương Văn Thả như vậy, thấy không? Thành ra TV256 một lần nữa kêu gọi quý anh chị em, và nhớ rằng là lần trước á, TV256 viết sai nha, nhiều chữ Vĩnh quá là sai rồi, phải là huyện An Phú nha. Nhà của ông Vương Văn Thả là huyện An Phú, tỉnh An Giang, nhớ nha quý anh chị em ha, chớ sai cái chữ chữ Vĩnh thành chữ An đó. Thành ra có quý anh chị em nhắc nhở, thành ra mình mới thấy mình viết sai, biết không? Bởi vì nhiều thứ, con người mà, mình là con người, mình đâu có thể nào mà làm đúng hoàn toàn hết đâu. Bởi vì người ta nói cái hột vịt lộn nó còn sai nữa mà, nó còn lộn nữa mà nói như vậy. Nói gì con người mình cũng dễ lần nói lộn lắm. TV trở về mấy cái mà audio clip mà TV nói chuyện với quý anh chị em á, TV thấy có nhiều điểm nói sai lắm nè, nhiều điểm nói lộn lắm, đúng không?
nhiều đến mình nói là toàn toàn tỉnh, mình nói chữ toàn thế giới đã chưa? Đại khái rất có nhiều điểm sai, mà tại vì mình không có thời giờ mình coi lại đó, nhưng mà lâu lâu mình cũng coi lại một chút xíu, mình thấy ủa sao nhiều điểm mình mới sai quá vậy, nhưng trong trong cái đó mình không hoàn toàn mình không có không biết. Thế là mình có già chào Davis Võ, chào Hoàng Tùng nha, chào Nam Hối, chào bạn Trí Nguyễn với Nguyễn Thanh Tịnh nữa nha. Hôm nay thì nói thiệt TV có quen với một người bạn ở trong nước. Người bạn trong nước thì TV không biết hiện giờ có livestream không. Nếu mà có thì gọi cho TV 256 nha. Người bạn muốn làm một cái cuộc phỏng vấn đối với TV 256 về cái tình trạng mà làm việc ở trong nước, người công nhân như thế nào, lương bổng ra sao, rồi bảo hiểm ra sao, y tế ra sao. Đại khái người bạn trẻ thì cũng muốn TV 256 trả lời những cái điều đó. Thì TV đang đợi cái cuộc gọi điện thoại của người bạn trẻ đó nha. TV không biết là hiện tại là có trong diễn đàn hay không. Nghe không? Ba là Phạm và ba người khác. Cảm ơn quý anh chị đã share cái video clip mà vừa rồi đó. Mà cái con số nó lên rất cao mà chưa từng TV256 mà được đưa cái con số mà share cái video clip vừa rồi lên tới 300 mấy người share là thành ra cái video nó được rất là nhiều người coi. Rất là nhiều người coi, thành ra cảm ơn quý anh chị em đã share những cái gì mà chương trình của TV256 nói nha. Dạ, cảm ơn bạn Ngọc Khánh Trương. Hello. Dạ. Thì hôm nay có lẽ là hôm nay đó chúng ta đó là những người ở hải ngoại vào cái chương trình nói chuyện của TV256 nhiều. Chứ người trong nước thì không có. Nhưng mà cái chủ đích của TV256 đó là sự thật là không cần số đông. Thành ra quý anh chị em nghe thì đừng có chán nản nha. Tại vì cái khi mà mình thâu cái video clip này đó thì mình làm sao mình thực hiện được cái hoàn thành cái video clip để mình để lại cho những người không biết họ lắng họ nghe. Chứ sự thật là số đông thì lẽ dĩ nhiên là cần thiết, tôi nói chứ không phải là không cần thiết. Nhưng mà nếu mà quý anh chị em nào mà ở hải ngoại đó mà nghe những cái mà người hải ngoại nói thì nó biết hết rồi. Thì nếu mà chán thì cái việc rời bỏ chương trình của TV256 nha. Nếu mà mấy anh chị em ở ngoài hải ngoại, thành ra chương trình này đó là hiện giờ bây giờ đang nói, muốn nói chia sẻ về những cái công việc làm chuyện của người công nhân ra sao ở trong nước, đại khái ở hải ngoại so sánh với hải ngoại như thế nào đó. TV256 muốn nói điều đó, tại vì vừa hôm qua thì vừa cách đây có thể là nửa tiếng thôi thì có một người bạn trong nước muốn TV256 chia sẻ cái đề tài đó. Tại vì họ nghĩ rằng những cái người trong nước rất là cần những sự chia sẻ đó. Thành ra hôm nay TV muốn một phần thì cái việc mà ông Vương Văn Thả đó thì TV256 cũng bó tay thôi. Chỉ biết rằng là lên tiếng như vậy là đưa cái địa chỉ cho quý anh chị trong nước. Sự thật ra
TV256 cũng đâu có làm gì được đâu, phải không? Thành ra bây giờ bước qua cái phần mà muốn chia sẻ về cái đời sống công nhân ở nước Mỹ như thế nào. TV biết biết như thế nào thì nói thế đó thôi. Thì đại khái thì mình nói về cái hoàn cảnh của mình thì nhiều hơn. Đó, TV đặt chân đến nước Mỹ đó thì ngày hôm sau thì phải đạp xe đạp, đạp xe đạp. Thì có những cái người mà họ người Mỹ mà họ bảo trợ cho mình đó, họ tốt lắm, phải nói rằng là họ rất là welcome, là chào đón những cái người mà tị nạn đến cái đất nước họ. Mà khi mà TV đến đó, thì những người Mỹ đó họ còn lập một cái bảng cái rồi nó có chạy chữ nữa nha. Có chạy chữ đó là chào mừng mình đó. Thì họ rất là thương mến những cái người mà tị nạn. Rồi khi mình đến đó thì họ cho mình cái chiếc xe đạp. Rồi hai vợ chồng thì có chiếc xe đạp, thì bà xã mình đó thì được chở đi làm vào ngày mai. Sáng ngày mai là có việc làm rồi, có TV thì phải chạy bằng chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp thì lọc cọc rồi chạy cũng phải cỡ khoảng 4-5 block đường à, cũng hơi xa chứ không phải. 4-5 block đường đi làm thì làm cho cái hãng nó gọi là Avis Company, làm về cái máy bơm, máy mà bơm xe đó. Đại khái là cái máy đó mình nhấn cái ga xe thì mình đưa cái gas vào máy để mà máy nó nổ đó. Nhờ làm gì cái bơm, mà cái bơm nó nhiều lắm, nhiều loại bơm lắm cho tất cả các xe. Thì mình được trả lương đó là 3 đồng 12 một giờ. Cái lương chính thức của mình 3 đồng 12 một giờ đó, thì quý anh chị em thấy coi mình làm là 8 tiếng một ngày. Dạ, đó, người bạn trong nước đã gọi cho TV 256 đó. Thì bây giờ đó TV muốn gọi là chia sẻ với quý anh chị em là người bạn này tên là Khánh Hỷ nha. Đó, đại khái cái nick của người bạn đó là Khánh Hỷ. Thì TV xin mời bạn Khánh Hỷ lên tiếng với diễn đàn nha. Dạ, con xin chào diễn đàn TV 265. Dạ, con chào tất cả anh chị đang xem cái live stream của 265 quá ạ. Con xin chào. Dạ, cảm ơn bạn Khánh Hỷ rất nhiều. Dạ, bên chú 265 có nghe không ạ? À? Nghe rất là rõ, và quý anh chị ở trong diễn đàn có nghe rõ không thưa quý anh chị? Nếu mà nghe rõ thì cho TV 256 số 1 nha. Thì theo TV 256 thì quý anh chị nghe rất rõ, không sao hết đó. Thì dạ, chúng ta cứ tiếp tục cái chương trình nha. Đó. Dạ, thì con cũng xin phép con có những cái câu hỏi chú. Thì con ở Việt Nam thì đương nhiên con không có được hiểu được bên cái nước ngoài là cũng như cái đất nước tự do đó chú. Dạ. Thì con mong chú là cái người đang sống ở cái đất nước tự do và chia sẻ cho con và tất cả các anh chị ở Việt Nam hay các nước khác được hiểu biết cho cái vấn đề sống tự do như thế nào, nhân quyền như thế nào. Con muốn hiểu biết thêm thì con cũng mong chú chia sẻ cho con và mọi người biết đó chú nha. Dạ, cảm ơn cái câu hỏi đặc biệt về của bạn Khánh Hỷ nha. Cái điều đó là có thể là câu hỏi đó rất là hay. Gọi là câu hỏi đó là đầu tiên đó là của người tị nạn. Người tị nạn mà khi mà lên đặt chân lên cái nước Mỹ đó là mình không hiểu cái quyền tự do của mình như thế nào.
Mình không biết tự do nhân quyền là cái gì, hoàn toàn là mình không biết cái điều đó. Dạ. Ừ. Thì cái đầu tiên đó là TV256 đó, thì mình là sống ở những cái ngày mà đầu tiên đó thì mình hoàn toàn mình không không hiểu, sự thật là mình không hiểu. Nhưng mà tới hồi mà mình sống được mà cỡ vài tuần rồi đó, một hai tuần rồi mình mới thấy là quả thật cái xứ này nó tự do mà nó thiên đàng. Mình sống trong vòng một tháng mình chưa thấy cái anh cảnh sát nào đó. Chưa thấy, có thể ở Việt Nam mình thấy công an thường thường gõ nhà phải không? Dạ đúng mà. Mình lại đây trong suốt một tháng không có thấy một cái anh cảnh sát nào mà làm phiền mình đâu. Hoàn toàn không có. Và mình muốn nói chuyện gì cũng được, rất là thoải mái. Thì lẽ dĩ nhiên thì mình cũng, cái ngôn ngữ mà đâu phải là dễ, thì mình cũng nói tạm cho người ta hiểu được. Dạ, nhờ rồi con cũng rất là cảm ơn chú cho con biết thêm cái vấn đề gì đến này công an. Ví dụ như ở một nước tự do cũng không có ai làm phiền gõ mình, gõ cửa mình hay có vấn đề gì hết. Thì cho con được hỏi thêm á, con nghe nhiều người nói lắm mà con cũng chưa có thực tế là con hỏi cho nó kỹ. Ví dụ như ở ở Việt Nam con thì khi một đứa bé sanh ra, cha mẹ phải đi làm, nuôi cho đến lớn rồi đi học. Đó, ra trường rồi đi xin việc làm cũng rất rất là khó khăn. Còn ở một cái đất nước tự do mà nhân quyền đó, trẻ em sinh ra có được lo lắng hay là giống như cái Việt Nam mà con đang ở hay không? Con rất mong chú chia sẻ cho con và tất cả mọi người biết để tìm hiểu thêm thôi, để học hỏi thêm, để cho mình hiểu được cái tự do như thế nào và cái không tự do nó sẽ như thế nào đó chú ạ. Con mong chú trả lời cho con biết nha. Dạ. Cảm ơn người bạn trẻ nha. Cảm ơn bạn Khánh Hỷ. Thì bên đây đó thì đa số cái người mà công nhân họ làm việc đó thì họ họ được bảo hiểm về sức khỏe. Ở trong đó sức khỏe thì nó có cả về cái việc mang thai đó. Thì họ được bảo hiểm thì bảo hiểm họ trả tiền hết cho. Còn riêng đó mà TV256 biết ở bên Úc á, bên Úc mà khi mà sanh con ra là nó coi như là nó cho tiền, nó cho 3.000 hoặc 5.000 thì bây giờ lâu quá chú không có nhớ. Nhưng mà chú tức là sanh đứa con ra là nhà nước sẽ cho tiền mình thêm với chú hả? Ừ, nó cho tiền để mà mình nuôi nắng dạy dỗ cho nó đàng hoàng đó, rồi nó hỏi thăm hoài thôi. Nó hỏi thăm hoài con thôi. Ước gì Việt Nam cũng được như vậy ha. Nào được gì chắc sướng. Ở đây thì thường thường đó, bên Mỹ nó cũng rất là nó lo cho những cái người mẹ mà có con đó. Mà bên đây nó cũng nhiều lắm. Những người mẹ rồi họ có thể là họ sống với những người đàn ông khác rồi bị mà bức mã truy phong đó. Họ có một đứa con là họ đi xin thì gần như là chính phủ là bắt buộc phải trợ giúp hết. Quá đầy đủ rồi. Là phải lo nhà cửa rồi rồi tiền bạc đồ cái cho người ta đủ sống. Rồi con họ quan trọng đứa bé ghê lắm. Dạ con muốn hỏi những cái thực tế mà tất cả mà ai cũng muốn biết thôi, những người bạn trẻ cũng như con đi làm chung hay như thế nào họ không cần biết. Rồi con hỏi tiếp thêm một cái vấn đề người lớn đi, tức là người già đi. Cũng như là những người già như ở Việt Nam con là, thứ hai con nói với mẹ con đi, thì năm nay gần 70 tuổi đi. Sống như người Mỹ hay là người nước ngoài họ sống bên cái tự do, bên nước tự do đó. Khi những người già như vậy đó có được nhà nước lo chăm sóc chu đáo không chú? Hay là giống như Việt Nam là mình già là mình phải... phải có tiền, mình phải bỏ vào đó, mình mới đi bệnh viện khám, rồi mình mới được chữa trị. Hay là mình có đóng bảo hiểm, mình mới có được chữa trị. Dạ, cảm ơn câu hỏi. Con hỏi biết cái vấn đề đó, cũng là người Việt Nam, những người già bệnh cũng nhiều lắm, mà hoàn cảnh khó khăn, họ không có đủ cái khả năng để họ đi bệnh viện đó. Cảm ơn. Thấy rất là nhiều. Và những người lớn tuổi Việt Nam mà nghèo là chỉ có nước là
ở nhà chờ con cháu nuôi, hoặc là đi bán vé số, hay là đi bán hàng rong ở ngoài chợ, ngoài đường. Như chẳng hạn con ở thành phố đi, thì con thấy những cái thành phố như đẹp, như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác Hồ rất là đẹp. Nhưng mà tại sao con thấy những cái góc đường có những người họ bán hàng rong, những người lớn tuổi rất là nhiều và những người ăn xin, cho nên là con thấy, con hỏi chú, ở một đất nước tự do nó có những cái trường hợp giống như nước Việt Nam con không chú ạ? À? Hoàn toàn không không có đâu, hoàn Dạ. toàn là không có. Mà lẽ dĩ nhiên là bên nước Mỹ nó cũng có ăn xin mà nó ra rất là ít, nó không có Dạ. thấy mà tràn lan như vậy đâu. Mà Dạ. cái, tại vì đó nó có cái an sinh xã hội hết trơn à, giống Dạ. như trường hợp của TV256 đó, là có một người cô. Người Dạ. cô đó thì cổ bị bệnh hoạn đồ nhiều, thì qua bên đây thì chữa trị cũng không có tốn tiền, mà qua bên đây cổ Dạ. chưa đi làm một ngày nào hết á, cổ chưa đi Dạ. làm một ngày nào hết á, mà khi đến mà cái tuổi hồi hưu đó là Dạ. cổ vẫn được lãnh lương hưu. Thì nó tạo cho cái xã hội, nó tạo cho cũng như là anh trên trên cái mức mà 62 tuổi là Dạ. anh được lãnh lương hưu rồi. Giống như Dạ. TV256 hiện tại đó, là Dạ. TV256 là 62 tuổi rồi, thì mỗi tháng TV được mấy trăm đồng vậy đó, hiểu không? Dạ. Mỗi tháng cứ vậy Dạ. gần 1.000 đồng cho cái lương của Dạ. mình không làm gì hết á. Nhưng mà Dạ, mình tức là quá cứ hết. 62 tuổi rồi thì Dạ. nó phải trả lương cho mình, nó gọi là lương hưu. Dạ. Là Dạ, tức là chú về già nhưng chú không làm, chú vẫn vẫn được nhà ừ. nước lo cho chú cái tiền để chú sinh sống hả chú hả? Cái đó là không phải là nhà nước lo đâu, nói nhà nước lo nó không đúng. Tại vì Dạ. khi khi mà mình làm việc đó thì Dạ. mình đóng góp cái tiền thuế đó, mà cái tiền Dạ. thuế đó nó có, nó nằm ở trong số social security, Dạ. nó theo cái số social security number của mình đó, mình đóng thuế vô trong đó, thì Dạ. nó phải chừa những cái phần đó để sau này mà mình về hưu đó, nó lấy cái tiền Dạ. đó nó trả lại cho mình, Wow. chứ không phải là, chứ không phải Thì cũng cũng là công bằng quá rồi. ừ Mình có gửi mình thì mình tha lo cho mình, thì cái đó thì con già con cảm ơn chú, con hiểu rồi. ừ Dạ. nó lấy nhiều lắm, Dạ. khi mà mình làm việc nó lấy nhiều lắm. Nhưng mà nó công bình là Dạ. một cái chỗ này, là khi mà người cô của chú đó không làm Dạ. việc gì hết mà nó cũng phải trả như thường. Cái người không làm Dạ. việc nó cũng phải trả, nhưng mà trả Dạ. cái loại mà minimum, minimum là cũng như bà cô đó có thể nó trả 600-700 một tháng thôi, mà Dạ. khi mà mình có làm việc nhiều thì nó trả lên 800-900 và 1.000, càng người người nào mà càng làm việc nhiều hơn nữa thì nó sẽ trả thêm nữa. Dạ, Cái rất lương hưu là trí có lợi ích, có nó cái theo cái sự liền sau sự thì dạ, dạ. nó theo cái sự đóng góp của Rồi. mình. Dạ. Con rất là cảm ơn chú. Và dạ, con hỏi thêm nữa cái mức mà lao động của người Việt Nam như bên con, như con đi làm công nhân á, thì cái tối đa là con làm cái giờ hành chính á là 8 tiếng đi. Lương cao nhất là tầm khoảng là 4 triệu hoặc 4 triệu rưỡi, người nào giỏi có tay nghề thì khoảng 5 triệu rưỡi hoặc 6 triệu, mà nếu có tăng ca thì phải hơn 6 triệu một chút. Thì con muốn được biết giữa cái nước tự do như cái nước Việt Nam con đang ở, như cái nước của chú, một người lao động bình thường mà tay chân đó, không có tay nghề đó, thì cái mức cái thu nhập của nó hai cái nước nó chênh lệch như thế nào chú? Chú có thể cho con biết và tất cả mọi người biết được không ạ? À? Nếu mà cháu mà lãnh nó mà có 6 triệu một tháng thì 6 triệu thì tôi nghĩ là cỡ khoảng có 108 à. Đâu, 6 Trăm tám triệu là 6 triệu là có 280. Phải không? 280. Dạ. 280 đô thôi. Dạ dạ 280 dạ đô mà một một 280 tháng mình đô. làm như Dạ. vậy là thấy nó quá ít, nó không thể nào mà nó đủ để mình chi phí cho tất cả mọi việc được. Còn ở Dạ. bên đây á thì phải nói là nó trả lương giờ. À, tính lương giờ. Tính lương giờ thì mỗi giờ cái nhà nước á, chính phủ đó Dạ. nó đặt ra cái lương mà tối thiểu
Nó nói là Dạ. cái lương này đó là bất cứ ai cũng phải làm, gọi là trên cái lương đó. Nó không có Dạ. cho người mà chủ mà trả lương thấp cái lương đó, ngoại trừ nhà hàng thôi nha. Ngoại Dạ. trừ cái lương mà, tại vì mấy cái cô hoặc là mấy cái chú mà làm gọi là bồi bàn đó, Dạ. bồi bàn nước Mỹ này nó tôn trọng ghê lắm. Dạ. Người bồi bàn đó được mọi người ăn nó quý mến lắm, mà phải Dạ. mà họ mới thương, họ mới cho tip đó, là tiền tip đó Dạ. trung bình đó là nói là 15%, chứ sự thật là phải trả 20%. Dạ. Thí dụ mình đi ăn nhà hàng, mình thấy cái bill mình là tốn 100 đô la thì Dạ. mình phải trả 120 đô la là ít nhất, đúng À, không? cái là mình cho thêm Mình phải người cho chú thêm ha. cái tiền mà Dạ. 20% này đó cho cái người mà bồi bàn. Cái người bồi bàn Dạ. họ dọn dẹp cho mình, rồi họ mang thức ăn đến cho mình, nó gọi là tiền tip. Dạ. Còn Dạ. còn cái người mà công nhân đó đó, thành ra đó Dạ. cái lương của họ nó chỉ có 3 đồng một giờ. Nó không phải giống như Dạ. minimum wage nữa. Minimum là căn bản là 8 đồng một giờ đi, đúng không? 8 đồng một Lương thấp giờ. nhất là 8 đồng một giờ, nhưng mà bây giờ anh làm bồi bàn á thì cái lương anh có 3 đồng một giờ, nhưng mà cái tiền tip À. anh rất cao. Tại vì đó, Phải rồi nữa. nửa tiếng mà anh phục vụ một bàn thôi, một bàn anh vừa phục vụ nửa tiếng thôi, người ta cũng bàn đó 100 đô, người ta cho anh 20 đô rồi, thì 20 Dạ. đô đó mà cộng với 3 đô nữa này thành 23 đô rồi. Quá cao. Mà tiền tiền tip ở bên Mỹ này nó rất là cao, Dạ. gần như bắt buộc là phải 20%. Người ta thì nói 15% là minimum, nhưng mà thiên hạ Dạ. đó thấy mình phục vụ tốt đó là cứ cho 20%. Dạ. Thành ra Dạ. cái người Con mà cảm ơn chú. Thì con cũng nói thêm vài câu. Ở Việt Nam con thì đi ăn thì cái tiền bo thì cũng có, nhưng mà do cái phong cách phục vụ của mình người ta mới cho, mà không cho tới nhiều gì đâu, tới mấy chục đô rồi, tới mấy trăm ngàn rồi, những cái điều đó hiếm thôi lắm, hiếm thôi, rất là hiếm thôi. Dạ, con nói thêm ha, thằng này chú ha, tại vì con biết chào nó vậy thôi. Thì sự thật Dạ, là chú nghe, dạ, chú nghe rõ không ạ? À? nghe rất là rõ. Cảm ơn cháu. Dạ, không biết anh chị có nghe rõ không, không biết chú hỏi anh chị có nghe rõ không, thì Nghe, chú cũng nói cho. người ta đang nghe, người dạ ta rất thích cái chương dạ trình này, thành ra người ta ở lại rất là đông dạ á. cảm ơn chú. Rồi thì con có cái vấn đề này con hỏi với cô Diêu đi thôi, thì cái thực tế của con là đang sống Việt Nam thì có làm sao con hỏi như vậy, chứ con không có nói thêm, không nói bớt, là bởi vì con là cái người miền Tây, con lên đi làm công nhân thì con được biết cái tivi này, cho nên con thành tâm con hỏi. Thì con rất là cảm ơn chú, và con chúc cho chú có nhiều sức khỏe, và chúc cho các anh chị xem cái chương trình TV 265 có được cái sự học hỏi thêm, và sống một cái đất nước nào cũng vậy, cũng mong là nó được tốt đẹp giống như cái đất nước mà chú đang nói, thì cái điều đó con rất là mừng. Cảm ơn bạn Khánh Hiển rất Dạ. nhiều nè. Dạ, thì Rồi. con xin phép con chào chú và chào các anh chị đang xem cái chương trình TV 265. Dạ, Dạ. TV 256. Rồi. 256, dạ xin lỗi, dạ Rồi, TV cảm 256. ơn bạn Khánh Nghị rất nhiều. TV muốn Dạ. kể thêm về cái người mà làm waitress á, là cái người mà phụ Dạ. nữ hoặc là người nam Con giới chết mà lại chú. Con waitress chết là là cái người làm cái công người việc gì phụ chú? nữ á. Phụ nữ mà bồi bàn đó. Dạ, là kêu quay chết hả chú ha? Waitress. Quay chết, dạ. Hoặc Cảm là ơn chú. người nam cũng làm bồi bàn nữa, nam với nữ đều làm bồi bàn hết đó. Mà bồi Dạ. bàn đó, cái người này nó rất là tôn quý đó, nó rất là Dạ. kính trọng. Nó không phải giống như Dạ. bên Việt Nam mà mình coi cái nhiều khi người ta khi dễ cái người bồi bàn. Người bồi bàn đó Dạ. họ làm việc giống y như cái người bình thường thôi. Và người Dạ. người bồi bàn đó không có thể nào mà Dạ. mình sỉ nhục họ được đâu. Tại vì đó cái lương của bọn Dạ. họ đó còn hơn mình nhiều nữa. Đa số cái Dạ. người bồi bàn đó cái lương cao lắm. Dạ. Đúng không?
cái lương căn bản của họ thì có 3 đồng một giờ thôi, nhưng mà một giờ đó đó họ chạy 4-5 bàn đó, nhiều khi đó cái lương của họ lên tới 4-50 đồng một giờ đó, nếu mà họ giỏi đó. Hoặc là những cái nhà hàng mà sang trọng đó, trời ơi cái lương nó cao lắm, cái lương mà waitress đó là cao ngất ngưỡng luôn, mà không phải là dễ xin đâu, phải không? Tại vì nó lương cao quá, thành ra anh muốn làm bồi bàn đâu phải dễ không? Cảm ơn chú rất là nhiều. Trong tâm nhiều. Con có một cái điều này con hỏi chú, thật lòng là con hỏi chú. Ở một cái đất nước tự do đó, có phân biệt giữa cái người giàu và người nghèo không? Cái thứ nhất, chẳng hạn như là con nói như thế này, ví dụ như chú đi ở Việt Nam, chú đi một chiếc xe du lịch đi, đúng không? Chú gặp những cái người bình thường thì chú đâu có, như là họ không có sự tôn trọng đâu. Hoặc là những người giàu thì mình đến nhà họ cũng rất là ngại ngùng lắm. Nó có phân biệt giữa giàu và nghèo. Thì chú sống một cái đất nước gọi là giàu có nhân minh như vậy đó. Giữa cái nghèo với cái giàu, người ta có xem thường lẫn nhau không chú? Không có. Con hỏi thiệt tình. Cái đó chú nói thật tình đó là... Là chú sống 40 năm nay rồi đó, chú không thấy cái sự kỳ thị đó. Nếu mà nó có sự kỳ thị, họ không, tại vì đó mọi người nó bình đẳng với nhau hết trơn à, nó giàu điều hết trơn à. Thành ra nó, mọi người nó ngang nhau hết trơn à. Ai cũng có nhà lầu, xe hơi, tủ lạnh, không có gì nhà, mình không có mua nhà thì mình mướn nhà cũng vậy thôi. Bất cứ cái gì người ta có mình cũng có hết, thành ra nó ngang nhau rồi, làm sao mà ai mà khi dễ ai được. Thành ra mình sống 40 năm mà mình hoàn toàn không có thấy sự kỳ thị. Bởi vì người ta nói nước Mỹ có kỳ thị, nhưng mà rốt cuộc ông Mỹ đang lên làm tổng thống, thấy không? Thành ra nhiều khi những cái lời đồn đó nó không có tốt. Mình sống mình sống ở đây nó có nhiều cái điều lạ lắm. Thí dụ cháu thấy nó xảy ra đánh người, giết người đồ tùm lum ở, cháu có thể tưởng tượng nước Mỹ nó kinh hoàng lắm. Tại vì đó, tại vì cái tin tức nó cập nhật và nó sự thật nó đưa ra thì nó có sao thì nó nói về thôi. Nó không có che giấu. Thành ra tất cả những cái gì cháu thấy nó vậy. Nhưng mà sự thật ra đó, cá nhân của chú đây nè, 40 năm sống bên nước Mỹ rồi, chú chưa từng thấy hai người Mỹ đánh lộn với nhau mà trước mặt chú. Chưa từng thấy. Có thể trên phim ảnh thôi. Không phải là chưa từng thấy đánh nhau không, mà chưa từng thấy chửi nhau nữa. Không có xảy ra mà mình đi ở giữa chợ mình thấy họ chửi nhau. Mình về Việt Nam mình thấy nó ồn ào, nó chửi nhau, đánh nhau tùm lum hết trơn, nó la lối sùm. Thì con cũng là người Việt Nam, thì con cũng rất là mong cái đất nước Việt Nam của con cũng như là các vùng quê ở miền Nam cũng vậy, hay là miền Bắc, miền Trung cũng vậy, đều có một cái sự tự do và sống ấm no như vậy. Đó là một cái điều mà trong tâm con luôn hằng mong ước là được như vậy. Không có cảnh nghèo đói, không có cảnh như là mưa bão lũ lụt mà dân khổ, rồi những mạnh thường quân, những quý thầy ra để mà trợ cấp cái vấn đề gọi là lương thực mì gói rồi đó chú. Con cũng mong cái đất nước Việt Nam của con cũng nó thay đổi được một cuộc sống cho nó tốt như vậy đó. Nhà nước, cơ quan nào biết quan tâm cho người dân để người dân đỡ cái khổ hơn. Con yêu cầu thứ nhất là trẻ em nó lo cho trẻ em được tốt, đẹp, ăn học cho nó được tốt. Rồi những người già lớn tuổi thì được chăm sóc cho nó đàng hoàng, tử tế một chút. Bớt đi những cái người đi bán hàng rong. Những người lớn tuổi rồi cũng phải đi lao động khổ sở. Và trong khi đó bệnh tật thì không có tiền chữa trị. Con nguyện với trời Phật rằng là con mong rằng Việt Nam mình học hỏi theo cái nước ngoài. Để có một cái sự giàu có như các nước khác. Để cho sống nó bình đẳng đó. Ai cũng vui vẻ, ai cũng như nhau, không có phân biệt giàu nghèo. Rồi đó là người có tiền thì ăn sang mặc đẹp, còn những người nghèo thì không dám vô cái quán sang gì đó. Con mong là bình đẳng mà con thích nhất. Đúng rồi, phải nói nước Mỹ này nữa, nó bình đẳng đó.
nó Dạ. rất là bình đẳng. Dạ. Không có phải là Dạ mình thì giàu rồi mình ăn hiếp người ta được đâu, mà không phải là mình giàu rồi cái mình đút lót cho quan tòa rồi để mình chạy tội được đâu. Hoàn toàn cái nước Mỹ này nó có thể dạ con nó thể cũng nó hiểu không thêm bao giờ có những dư quá. lời chú đang sống ngược hai nước đất nước Mỹ thì chú chia sẻ cho con cũng hiểu thêm. À, thì con cũng có một lời thỉnh cầu, nếu mà sau này con có cái điều gì không biết thì con hỏi chú chia sẻ cho con và mọi Đúng người rồi, nghe nha. đúng rồi, cái người mà tổng Dạ. thống của nước Mỹ đó cũng đâu có thoát tội đâu, anh cháu thấy không, Dạ. người làm Dạ. tổng thống đó mà gian díu với cái cô mà Monica mà Lewinsky đó, cái cô mà thư Dạ. ký của tổng thống thôi đó, mà gian Dạ. díu mà đưa ra quốc hội đòi trút thuế đó, thấy không, Dạ. mà rốt cuộc quốc hội không có trút thuế, nói là cái chuyện đó tình ái làm nhân thì cũng tha tội Dạ. cho. Dạ. Họ Đúng rất rồi, là công bằng ha, nghiêm nhưng minh với người chú tổng thống cũng không có quyền hành nữa đâu cháu ơi, đừng có nghĩ là tổng ha. thống là mình chèn ép cái bên luật sư nó mình coi như nó có ba cái chi Dạ. nhánh, ba cái chi nhánh là lập pháp, hành pháp và tư Dạ. pháp, nó gọi cái tiếng là độc lập, là khi độc lập Độc rồi lập. đó là không có ai ăn hiếp được hết đó, là mình có cái Dạ. quyền thực quyền của mình mà nó không ăn hiếp được đó. Dạ. Nó độc lập, nó độc lập với nhau, đúng không, Dạ. thành ra không phải anh hành pháp là anh có quân đội rồi anh ăn hiếp cái thằng thằng lập pháp, nó lập pháp, hành pháp, tư pháp, ba cái Dạ. nó bằng bình đẳng với nhau. Rất là thích cái nếp sống như vậy, rất là văn minh. Tại vì con có lên trên Facebook, con có thích thấy một cái ảnh, cái anh công an nó đang cầm cái gì đó, ảnh miếng giấy đưa lên. Nhưng mà cái người dân lại cái hai người họ ôm nhau tròn vai, con thấy một cái cử chỉ con thấy nó rất là thích. Khi ảnh làm việc chơi nhà nước mà người dân người ta thấy người ta rất thích. Con cũng mong là Việt Nam con những anh công an hay cái gì đó, để khi gặp nhau cũng phải là hoan hỷ chào nhau hay là có cái gì quý mến nhau, chứ gặp nhau mà sợ quá không được. Cho nên Chú con mong cháu là một cái thấy đất nước nó như vậy cho nó vui thì vẻ. cháu thấy cái bà Dạ. xã chú thì đi lái xe đó rồi cái bị cái bánh xe nó xẹp giữa đường đó, Dạ. thì khi đó thì xẹp giữa đường mà nó xa lộ làm sao mà có ai cứu mình được, đâu có người xa lộ thì chạy nhanh lắm, đâu có phải mà nó chạy chậm rồi nó dừng lại nó thấy mình cứu mình đâu, Dạ. thành ra mình chỉ nhờ đến cảnh sát thôi à, Dạ. mà cảnh sát mà nó thấy mình mà có cái xe mà nó bị xẹp bánh như vậy đó, mà mình là Dạ. đàn bà con gái mình không biết làm, đàn ông thì nó biết làm, nó không có cần cảnh sát, phải không, Dạ. là Nhưng người cảnh sát họ lo. thế là cảnh sát phải hì hục lấy bánh xe nâng lên rồi đổi bánh mới cho bà xã, rồi rồi bà xã cảm ơn vậy rồi thôi, là Dạ, họ tốt. cái đất nước này đó phải nói Dạ. cái người cảnh sát đó là người bạn của dân, khi mà mình Dạ. á mắt mình mà nhìn thấy cái thấy ông cảnh sát là mình biết mình được cứu rồi, bây giờ Dạ. mình bị xe xẹp đây nè mà mình dòm thấy cảnh sát là mình vui vui lắm, mình ngoắc lại rồi cho nó phải giúp mình, chứ nó là cảnh sát nó phải Dạ. giúp người dân bằng bằng mọi cách, chứ Dạ, nó không bằng tấm phải là lòng. để mà người dân mà tự động, cũng như bây Dạ. giờ đó cháu bị kẹt cái chìa khóa nó để trong xe đi, mà bây giờ cháu đóng Dạ. kín mít rồi, mà bây giờ Dạ. kín mít rồi cháu không thể nào vô được hết, cháu phải gọi cảnh Dạ. sát, gọi cảnh sát rồi cảnh sát nó có tìm cách, nó có cách hay lắm rồi nó mới mở ra cho mình, nó mở cửa Dạ. ra cho mình vô được, nhiều khi mình quên như vậy thôi Dạ. cũng nhờ cảnh Dạ. sát Dạ. đó. Con cũng xin biết lời chú một cái. Bản thân con là cũng năm nay cũng là 38 tuổi rồi. Thằng con sống ở Việt Nam mà con gặp mấy công an con sợ. Con Ủa? kể cho chú nghe một câu chuyện mới mới đây thôi ha. Đó Tại thì sao phải sợ? chú nghe rõ không ạ? Nghe rất rõ. Dạ con
Con đi qua nhà bạn của Rồi. con cho mấy cái hạt giống để trồng đó. Thì thay vì con quẹo qua thì con gặp cái xe đó là bảng số xanh của mấy anh mặc quân phục áo xanh luôn đó, thì con thắng xe lại để con nhường cho anh qua. Con có xin với anh đàng hoàng, nhưng mà với cái thái độ và cái tư cách của anh công an đó đó, anh nhìn mình anh trợn mắt mà anh cái miệng anh nói cái gì vậy? Cho nên con gặp công an con sợ, con nói thật bản thân con cũng lớn rồi mà con cảm thấy công an con sợ, mặc dù con không có làm gì cái điều sai nhưng mà mình gặp mấy anh công an mình rất là sợ, cái cảm giác mình không có được an tâm. Con không có làm gì sai, con đi làm công con sống, con không có làm cái chuyện gì bậy bạ thì tất nhiên con không có sợ phải không, nhưng Đúng mà mình gặp ảnh với một cái cách nhìn và cái cách ảnh ấy mình run lắm, mình sợ lắm, con nói thật á. Không biết mọi người ở Việt Nam họ có cái giống con hay không thì con không được biết, nhưng cái cá nhân con thì con nói thật là như vậy, con sợ. Chứ không giống như chú nói ở bên nước ngoài mà thân thiện người lo như vậy. Còn cái vấn đề mà chú nói cái trường hợp mà xe mà chạy mà đang lủng bánh ở Việt Nam á thì chú chỉ có điện xe cứu hộ thôi. Chứ còn cái vấn đề mà con chưa thấy mấy anh công an ra mà để bơm bánh rồi kéo xe, cái vấn đề đó từ nhỏ tới lớn con chưa từng thấy. Con đi làm mướn ở trên Sài Gòn thì con cũng nhìn thấy cũng rất là nhiều, chứ không phải là con sống ở quê thì con không biết, nhưng con muốn đi bên đây làm thì con thấy nhiều. Ở bên đây Không có á, ai như vậy đâu. Dạ. hồi nãy chú nói đó là nó thuộc về cái chiếc xe hơi, thì mỗi chiếc xe hơi nó có ba cái bánh xe cua, nó để trong À. cái trân xe đó. Thì khi Dạ. mà mình bị sẹp cái bánh xe rồi đó, mình phải lấy cái bánh sẹp đó mình bỏ vô cái trân xe, rồi mình lấy cái bánh xe cua đó mình thế vô. Thì có người phụ Dạ. nữ họ yếu lắm, họ không có làm được. Dạ. Cái trường hợp của chú nói đó thì con chưa bao giờ thấy. Nhưng con mong rằng sau này con gặp những anh công an ở Việt Nam làm chuyện đó là nhìn rất là tình cảm lắm á. Nhìn rất là ý nghĩa, nhìn rất là hay, nhìn mình nhìn thấy mình thấy thân thiện liền, con thích như vậy. Không mong là những anh công an đối xử với những người phụ nữ hay những trẻ em hay những người dân cho nó như vậy đó, nó thì nhìn mấy ảnh có cái sự thân thiện thì con thích như vậy. Thì con có bao nhiêu đó thì con hỏi chú bao nhiêu đó, Chứ thì khi muốn nào con dạ nói thêm như thế này đó, là không phải dạ là chỉ là người cảnh sát không, mà Dạ. cháu đến tất cả những cái văn phòng của chính phủ, giống như văn phòng về xin về bằng lái xe, hoặc sang văn Dạ. phòng về học cái này làm cái này, mấy cái lá Dạ. xanh đó, là mấy cái mà permit mà của chính phủ cho phép, và cháu phải nhiều khi cháu làm cái này nghề này cháu phải xin cái đó, cháu muốn làm Dạ. business này cháu phải xin tất cả những cái văn phòng chính phủ đó Dạ. đều đều phải, nó làm như nó bắt buộc á, nó bắt buộc là phải đối xử tốt với cái người mà dân, lúc nào mà cháu lợi đó thì họ cũng trước hết là họ phải nở nụ nụ cười, rồi Dạ. họ phải nói những cái lời chào là cũng như là good morning sir hoặc là good afternoon Dạ. sir, đại khái là họ chào và họ phải có nở nụ cười thân mật với người người mà đến để mà nhờ chính phủ để làm cái này làm cái nọ, làm như bắt buộc rồi họ Dạ. vậy đó. Tại vì đó Cái họ hiểu rằng là dạ. họ lãnh cái tiền tiền lương của họ là do tiền thuế của người dân, Dạ. thành ra đó nếu mà họ không làm đó là họ có thể bị đuổi, tại vì người dân nó quan trọng lắm, người dân có Dạ. thể người dân report đó là báo cáo cho cái người sếp đó, nói cái bà này Dạ. đó là bà không có lịch sự với dân, hiểu không, Dạ, bà con ăn hiểu rồi. nói rất là thô lỗ với dân là bà bị đuổi gì, người dân nó có, Wow. người dân nó nắm cái power, mỗi người đều có nắm cái power. Mà Dạ. bây giờ đó họ mà nếu mà họ không có đuổi người đó đó thì cái người dân lại kiện đến cái người dân biểu của mình, nó dân biểu mình cái chỗ mà DNV đó nó dung túng những cái người này mà nói chuyện mà tục tằn thô bỉ với người dân, ăn Dạ. hiếp người dân, là cái dân biểu đó Dạ. nó phục vụ cho mình, mà Dạ. không dân biểu nữa thì báo chí, mình gọi báo chí, mình gọi truyền thanh truyền hình,
mình nói cái đây là cái này, điều này là nó hại cho người dân, nó không tốt, nó đối xử nó không tốt với người dân, thì báo chí truyền hình nó đưa lên trên mặt báo đó là chịu nổi không? Khi mà nó đưa lên mặt báo đó thì tự nhiên là cái anh cảnh sát, cái anh mà về người ta biết là cái đó sai lầm là ta đến người ta điều tra. Điều tra là cái cơ sở business nó là chết rồi. Dù là cái business là công sở cũng vậy. Công sở cũng phải là bồi thường cho người khách hàng nữa, nếu mà làm bậy. Dạ. Dạ, thì con hỏi chú này. Con hỏi chú lại kỹ thêm cái phần này nữa. Một cái anh công an ở bên nước chú đang ở đó, khi mà ảnh lấy cái thái độ và cái phục vụ cho dân như vậy đó, là ảnh được đào tạo ở trong cái trường, khi ảnh học ra ảnh làm trong cái vấn đề cái người lãnh đạo dạy ảnh tốt hay là bắt buộc ảnh làm như vậy chú? Được đào tạo trong đó ra tốt như vậy hay là thường thường do môi trường sống mà tốt chú? Thường thường cái người mà làm công an cảnh sát ở bên Mỹ đó là là họ phải trải qua cái trình độ mà ít nhất là phải là cử nhân, là phải có 4 năm đại học đại khái là cái người cảnh sát họ bởi vì họ mới biết luật lệ đồ này nọ, họ mới rành được, thành ra khi mà họ trải qua cái sự huấn luyện như vậy đó, coi như là họ qua cái trình độ cử nhân đó, thì cái lương của họ cao lắm. Cái lương của họ lên tới gọi là 60-70 ngàn đô la một năm đó. Thì cái lương mà người mà công an của Việt Nam thì chỉ biết nghĩ là nó lại ít, mà khi ít đó thì nó đâm ra nó phải hối lộ. Còn cái người cảnh sát Mỹ họ lương họ cao quá, họ đâu có cần gì phải hối lộ. Họ cao hơn cái nghề mà hút rác ở Mỹ đó cũng là rất là cao, và cái nghề cảnh sát cũng rất là cao. Người đưa thư cũng được, người đưa thư cũng cao đại khái. Dạ, con rất là cảm ơn chú. Thôi con cũng xin phép nhường cái thời gian lại để cho chú chia sẻ với các anh chị cô chú ở trên cái livestream của chú nha. Dạ. Thì cũng Việt Nam cũng đóng phim rồi, con cũng xin phép chú con ngủ, và con cũng chúc cho chú và các anh chị ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài có buổi nghe rất là ý nghĩa để học tốt hơn, như làm cách đối nhân xử thế hay là chuyển đổi cách sống mình cho mình tốt hơn. Dạ, con chúc chú thật nhiều sức khỏe ạ. Dạ, chúc bạn Hỷ là ngủ ngon nha. Bữa nay lên tới 2 giờ mấy mà chưa ngủ thì cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều chú. Cảm ơn chú cho con gặp để nói chuyện. Đó. Cảm ơn chú. Thì hôm nay đó mình đại khái là mình làm được một cái livestream mà mình thấy rất có ý nghĩa. Đó cũng nhờ những cái người bạn mà trong nước như vậy. Nhờ bạn trong nước mà mình thấy cái livestream mình nó có vẻ nó sống động. Là nó có liên lạc qua lại, mình trả lời với nhau. Thì cũng mong muốn là sau này đó con là người Việt Nam thì con không biết, thì con hỏi chú thôi, thì chú ở nước ngoài chú hiểu biết thì chú chia sẻ lại cho con. Đúng rồi. Sau này đó mà biết con... anh chị em mà ở trong nước đó mà thấy được cái livestream này đó, nếu mà cần mà có một cái cuộc tranh luận, tại vì cái vấn đề chính trị nó xảy ra bình thường lắm, mà có thể mình ở trong nước mình không hiểu thì TV256 mình cắt nghĩa và hai người mình nói chuyện on stream, là mình sẽ làm cho những cái người mà nghe đó, dự thính đó, họ sẽ rất là sung sướng, là tại vì họ thấy được hai bên nói chuyện, họ sẽ hiểu được cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào, cái sự thật nó nằm ở đâu. Thành ra TV mong muốn là gọi là đặt một cái tên là chương trình TV256 cũng được đó. Thì qua cái chương trình TV256 làm sao để mà có nhiều tiếng nói một lúc cũng được, 2-3 tiếng nói một lúc, gọi cho cái gọi cho messenger cho TV256 thôi là được. On stream, live stream để mà mình nói lên cái ý nghĩ của mình, đúng không? Mình báo cáo cho những cái điều mà mình sai quấy ở Việt Nam, mình có quyền mình lên nói,
mình có quyền mình lên nói mà mình không cần phải phải trường mặt qua, chỉ có mặt TV256 thì cũng được thôi. TV thấy điều đó là một cái điều tốt để mà sau này mình nên có những cái chương trình như vậy, nó sống động. Và chứ không phải mình TV nói không, mình cảm thấy nó không có cân bằng. Một mình TV256 không cân bằng, mình phải có đối qua đáp lợi rồi mình mới tìm ra sự thật chứ. Rồi cảm ơn bạn Hỷ nhiều nha. Tại vì con thấy chú là cái người rất là lớn tuổi, và những cái lời nói của chú con nghe cũng rất là dễ hiểu hơn. Chú dùng những cái ngôn từ nghe hiểu biết, không có dùng những cái ngôn từ giống như những người khác nghe con không thích. Con thích nghe nói làm sao mà để cho người ta dễ hiểu. Mình nói cho nó nhẹ nhàng, người nghe dễ hiểu, chứ không có thích chửi gì, con không thích vậy. Rồi, cảm ơn bạn. Con thích nghe vậy. Dạ, cảm ơn cảm ơn bạn Hỷ nhiều nha. Bây giờ cũng 51 phút rồi thì mình chấm dứt cái chương trình hôm nay, để mà mình làm sao cho nó ngắn tối đa đặng mà người ta mới có thể theo dõi, người ta mới click vô được. Để chương trình nó lâu quá rồi cái là nó không tốt. Rồi tôi xin mến chào quý anh chị em nha. Con xin phép chào chú và chào tất cả anh chị. TV xin mến chào quý anh chị, xin chấm dứt chương trình hôm nay. Chào.